Bonjour mon fils. Bonjour. Oui. Aujourd'hui, j'ai surpris pour toi. Quoi? Viens là. Oui. Đi học về chui vào bếp luôn hả? Ra đây mẹ xem nào. Quoi? Ra đây. Ra đây mẹ xem nào. Thế con không đi bonjour mama. Bonjour. À, đấy, đấy, đấy. Lui của ông bà cô chú đi học về đấy, con ngồi xuống nghe. Ngồi xuống. À, lui của ông bà cô chú nhá, đi học về đó là đầu tiên là ra ôm hôn mẹ. Ừ. Ôi trời sợ ta gì không? Ui. Ừ, đâm đi chứ mang xe bích mama. Ui. Chứ con tóc. Dạ, em ấy. Nó, em ấy. Em ấy là on. Ừ. Thế cái chú con mang xe em đâm đi. Trưa nay con muốn ăn gì? Tệ cho xì. Ám. Ám. Oui, ăn quoi? Hamburger. Oui, chị công tâm. Oui. À, đây ông bà cô chú, Lui cực kỳ mê món hamburger. Bây giờ mẹ vào bếp chuẩn bị hamburger cho Lui nhá. Oui. Vâng, vâng mẹ. Đó, hôm nay mẹ làm món yêu thích của Lui đó. Lui xăm xắn lắm. Lui phụ mẹ dọn bàn. Mang đĩa hamburger ra đấy là Lui ngắm nghía rồi ngửi. Con nóng ruột lắm ạ. Il y a deux steaks qui sont gros, je peux manger le steak dessus et prendre le pain sur le steak d'en dessous. Ah bon? Tu ne peux pas prendre tout ensemble? En mettant la bouche, c'est trop gros. Oui, oui. Tu peux? Oui. Merci. Oh, ok. Con nói sao nhỉ Linh nhỉ? Con chào bà cô chú, con nhau bà cô chú. Mai xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Sau hai ngày nằm nghỉ đó, hôm nay Mai tỉnh táo, Mai dậy. Mà Mai nấu món Mai cực kỳ yêu thích. Đó là món khấu đuôi à đậu đây là đúng không đây là món khấu đuôi xào lòng lợn đi cả nhà, nhưng mà là khấu đuôi. Đây là món Mai cực kỳ yêu thích mà Mai chưa bao giờ mua được ở bên Pháp. Anh chị chủ nhà hàng lúc trước đi Paris mua cho Mai đó thì Mai để mà ăn dần đó, mỗi Mai để đông đá rồi Mai bỏ ra Mai ăn dần đó. Đây là miếng cuối cùng mà hôm nay thì Mai ăn sau hai ngày nằm nghỉ đó. Mai tiêm mũi thứ ba thật sự là rất là mệt. Ngày mới tiêm về đấy thì không sao, buổi tối không sao, hơi nặng người một chút. Nhưng mà cả đêm là Mai mệt đó, đau toàn thân và hôm sau là Mai không có nhúc nhích được đó. Và Mai nghỉ 2 hôm. Sau 2 hôm thì Mai rất là thoải mái và hôm nay sẵn sàng quay lại với cô chú anh chị và các bạn. Ngoài trời thì hôm nay thời tiết cũng hơi có một chút nắng. Nhưng mà trời mùa đông ấy, cho nên là Mai chưa biết là có ý tưởng là đi đâu sẽ quay gì. Thì hôm nay thứ tư em mẹ thì học xong là con phải đi chơi bóng ăn bần ra. Ăn bần là có nghĩa là bóng ném đấy cả nhà đó. Còn Lui thì về nhà. Mà đây là món yêu thích nhất của Lui. Đi chơi cung tăng với hamburger. Ừ. Đó. Đây là món yêu thích nhất của Lui. Và đây cũng là món yêu thích nhất của mẹ đó. Hai mẹ con có nghĩa là profit, tranh thủ lúc mà không có ai ở nhà, hai mẹ con cùng ăn món ngon nhất. Và tối nay thì Mai sẽ làm hamburger cho cả gia đình. Ông xã Mai cực kỳ thích món hamburger oxy. Ok, Mai mời cả nhà ăn cơm với hai mẹ con Mai. Lui chú cút tê ra. C'est quoi? C'est chay ớt, su su. Đây là món su su luộc rất là ngon cả nhà. Cái này bổng. Chú mong anh petit poli gip, ok? Ừ.
Đây là lòng xào xả ớt. Cái gì mà xào xả ớt mà cũng thích à? Ở Việt Nam ốc sen xào xả ớt mãi cũng cực kỳ thích. Ngày xưa bạn bè Mai đến nhà chơi á, mẹ Mai làm món này á, các bạn bè Mai cực kỳ thích. Ăn miếng ớt cay lòng nó dai dai béo, xong rồi xả nó cứng nó thơm, trời ơi, nó tan chảy trong mồm, ngon ơi là ngon. Cay béo dai thơm, đã ơi đã. Măng có đây xin chơi rồi, bố cua đi đi. Mà má bên mình măng chua ra, ok. Đây là món ăn gắn bó với tuổi thơ của Mai. Nhưng mà khi nói tuổi thơ đó, là lúc đó là gia đình nhà Mai khá giả rồi, cũng là đỡ một chút. Nên là sáng nào á, Mai cũng được mẹ cho ăn mì tôm, trần với lại rau cần và lòng non với cả nhà. Món Mai cực kỳ yêu thích mà suốt đời chắc chắn là Mai sẽ không quên được. Tất nhiên là Mai thèm, nhưng mà nếu mà không có thì không sao, nhưng mà nếu mà được ăn thì Mai sẽ chọn những cái món này ăn đầu tiên. Đây là món ăn mà Mai không bao giờ có thể quên được nữa cả nhà. Les pains, c'est bon, ça. On graine. On croit toi. Trois hamburgers. Trois pains. Ce soir, tu manges avec un cheddar. Ton père, ta soeur. Un cheddar. Cheddar, tu le mettras dessus sur le steak, ça va faire une version. Et tu feras cuire avec le steak. Non, maman, mets un mot. Mais quand le bon cheddar, on va faire une petite peau, tu vois. Ouais, quand ça fond, c'est meilleur des fois. Parce que c'est très épais. Con t'en profite à mettre maman. Oui. Mamie, elle ne peut pas venir. Mamie, non. Mamie, elle vient vendredi. Ce vendredi? Vendredi, on a le... concert. À, bà nội thì thường xuyên đến vào thứ tư hàng tuần, nên là thứ tư tuần này đó bà không đến là Luy hỏi luôn. Mọi người biết không, món lòng non đó Mai rất thích là trần luộc hoặc xào, nhưng mà vẫn thích nhất là trần. Còn món lòng già này đó thì Mai cực kỳ thích là xào, xào dưa chua, xào củ cải, xào xả ớt đó. Đấy là món Mai cực kỳ mê đó, trời.
cứ một miếng lòng, miếng ớt và một ít xả, ngon rất là ngon cả nhà. Cay, rất là cay nhưng mà ngon. Vừa ăn đó vừa xít hà, nhưng mà do Mai đang quay video đó nên là Mai phải kiềm chế. Mỗi lần mà được về Việt Nam á, những món ăn yêu thích của Mai đó không phải là những món gì xa xỉ đâu, đi đâu cũng thế, dù đi du lịch cũng thế, thì tất cả những món ăn quanh quẩn của Mai đó là bánh cuốn, bún chả quạt, nhưng mà bánh cuốn mới là số 1. Sau đó là ăn vặt những cái đồ như kiểu là xôi khúc, nhưng mà không thích nhất, nhưng mà không có mê vào bánh cuốn. Bánh cuốn có thể ăn suốt ngày được, ngày nào cũng ăn được. Phở thì có ăn ít hơn, nhưng mà quan trọng nhất là Mai ăn cho đã món nào cá kho, canh cua, cà pháo, đó là Mai ăn đã. Sau đó là Mai sẽ ăn đến những cái món tất cả các loại lòng này, lòng già, khấu đuôi, lòng non và đậu phụ. Đấy là cần đấy món mà Mai về Việt Nam mẹ ăn đi ăn lại, em không có chán ấy. Mà có thể đậu phụ mẹ ăn hàng ngày được, ngày nào ăn được. Nhiều khi đến nhà bạn chơi á, bạn hỏi thì ăn gì, Mai sẽ ăn là đậu phụ, mẹ ăn lòng non. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là kiểu mình khách sáo, tại sao mày ăn đậu phụ. Đơn giản lắm nhưng không phải đâu. Mai thế là Mai rất là vui, rất là ngon. Ẩm thực quê hương mà Mai không bao giờ quên được. Đấy là món ăn mà Mai gắn liền với tuổi thơ của mình, Mai không bao giờ quên được. Còn sang bên Pháp này đó, sau 2-3 năm ấy, là Mai hòa nhập cuộc sống bên Pháp và Mai ăn được đồ Tây. Nhưng mà Mai là người rất là dễ ăn. Không phải ở bên Pháp mà Mai đi bất cứ nơi đâu thì Mai cũng ăn được. Được ăn món gì cũng ăn được đó. Nhưng mà ăn gì thì ăn, những món yêu thích của Mai thì Mai không bao giờ quên. Có được ăn hay không thôi, còn được ăn là Mai vẫn vui nhất, mà Mai vẫn là quý nhất. Đó, ngay sống ở bên Pháp á, ví dụ như anh chị mà mua tặng Mai lọ nước hoa là Mai không có thích đâu. Cô chú cháu Mai ngày xưa tặng Mai nhiều nước hoa lắm. Mỗi một lần Noel tới là cô cứ tặng hẳn cho mình coffer đấy cả nhà. Nước hoa, sữa tắm, rồi sữa rửa mặt. Nhưng mà sau 2-3 lần đó là Mai nói với cô là Mai không có thích nữa. Từ đó trở đi là cô không có tặng nước hoa nữa. Mà cả nhà thấy cô tặng Mai những cái nồi nấu đó, đó. Những cái nồi nấu mà cũng rất là mắc tiền. Nhưng mà đó là Mai mới biết hiểu tính của Mai. Nên là đối với Mai đó, cái món ăn rất là quý thì ai nghĩ tới Mai, chứ không phải là tặng Mai những cái gì đắt tiền đó. Không phải tặng cái gì giá trị cả. Quan trọng là anh chị em chơi với nhau, hiểu tính nhau và quan tâm với nhau, nghĩ tới nhau là Mai vui lắm. Như hai hôm mà Mai nằm mệt đó, Mai có là con gái nấu cháo cho Mai, sau đó là Mai dậy Mai ăn mới lại rước cái cả nhà. Người Nam gọi là cháo bông đó. Đó là hôm trước Tết ấy, sang nhà anh Cường chơi là anh chị cho một ít cháo bông đó, Mai cầm về. Thế Mai quá hai hôm mệt không có làm gì ấy, nấu cháo cho cháo bông vào ăn, thế là qua ngày. Nhưng Mai rất là vui. Đến những cái lúc mà mình mệt mỏi đó, là khi mình ăn cái món ăn đó mình mới cảm giác có ý nghĩa, như là người thân của mình đang ở bên đây, nó rất cần thiết cho mình lúc này đấy, cái cảm giác nó rất là quý. Ăn rau nhiều
Volet. Ça commence déjà à faire un peu mal au ventre. Ah bon? Mais ça va. Volet, mai luộc rau đi, rau mới hỏi em nhé. Đây là quả bơ phải không? Mai không phải. Đây là quả su su. Vì Ly không có ăn quả bơ cả nhà. Tại vì là cơm gạo nứt đấy cả nhà, nên nó cứ rơi vụn vụn lắm. Mình ăn đũa nó không hợp. Nhưng mà mai đi thiềm hay xúc. Nó đều thích của Ly ạ. Con không nói gì còn ăn nhiệt tình luôn. Vừa mang món bằng xào xả ớt ra bàn á. Anh ấy chê, anh mẹ sao nó hôi thế. Nó có mùi gì vậy, bảo không nó ngon lắm con, không còn hôi đó. Con thấy cái mùi không có thích. Anh ấy chê. Giờ mai phải kêu Luy ăn thử xem là phản ứng con thế nào nhá. Luy chưa vừa vứt tiệc vào. Merci. C'est bon. C'est quoi? Tu goûtes, tu sais. Mais c'est quoi la viande? Tu sais ça, c'est quoi? Chiffonnet. Et ça, c'est viande de porc. Goûtez. C'est piquant. Oui, un petit peu. On a un peu grand. Non. C'est bon, tu veux pas goûter? Non, c'est citronnet de... C'est un peu comme du citron. Oui, mais c'est très bon. Ne t'es pas affamé. Pour que ça, je finis. Lui, moi, non. Còn moi, tiếng Việt Nam nhé. Món này ấy, chỉ có mỗi mai ăn thôi. Tối em mày về, mày sẽ ăn đến mai. Nhưng mà ông xã Lui thì không bao giờ ăn. Lui ơi, con còn nhớ đọc từ 1-20 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super, Lui giỏi quá. Lui còn hát bài trong bài của chú nghe nào. Et puis si je chante la chanson, mais j'ai des paroles, je sais pas dire. Oui, mais c'est pas grave, si tu perds des paroles, c'est pas grave. Elle peut m'aider à chanter. Il y a des paroles, je saurais pas dire, ils vont se moquer. Non. Mais promis, personne ne se moque toi. Pourquoi? Parce que tu apprends Vietnam bien. Comme maman parlait en français, pas très bien. Personne ne se moque maman, tu vois? Important comme je parle. Là, je sais pas. Ah, attends. Ah, c'est comme il faut, tu as c'est comme il faut, pas comme ça. Ông bảo cô chú lắng tai nghe nhé, xem em mẹ hát bài gì nhé. Nào. Ở con hát đi nào. Bé ơi, ngủ đi. Đêm đã khuya rồi. Để nhún xa mây để sẽ nhu bê em. Bé ơi ngủ đi trong tiếng du hồn vần trong siêu em là sẽ quá cùng bay vào giấc mơ à ơi à ơi à ơi chúc bé ngủ ngon. Bravo. Đen nhập quả xong thu sơn xong mà alé. Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi để nhún giấc mơ để sẽ như bé em. Bé ơi ngủ ngoan trong kinh su vườn trong siêu em cùng cùng bay vào giấc mơ. Bay vào giấc mơ. À ơi, à ơi, à ơi.
Đây là con hát nhẹ thêm hay đó. Nên là ông bà cô chú thông cảm. Để cổ vũ cho con ấy, thỉnh thoảng hát bài tiếng Việt hay là thỉnh thoảng nói tiếng Việt thì Mai cứ phải cổ vũ. Thế con chào ông bà cô chú đi. Con chào bà cô chú, con yêu bà cô chú. Con chào bà cô chú, con yêu bà cô chú. Linh hoạt lắm, ok. Thế cho Mai xin dừng video ở đây. Mai sẽ tiếp tục ăn sau vì Lui ăn xong rồi. Và Lui đã đọc từ 1 đến 20 và cũng hát tặng ông bà cô chú nhân dịp đầu năm. Hôm nay thì sau 2 ngày Mai nghỉ đó, Mai rất là thoải mái và hôm nay thì Mai đã khỏe hẳn và Mai sẵn sàng quay lại. Nhưng tất nhiên là tháng riêng thì bên Mai, bên đây đang là mùa đông ấy, thì Mai cũng nghĩ là Mai rất có ít những cái hay để Mai chia sẻ. Nếu mà không công việc của Mai thì chỉ có bữa ăn hàng ngày thôi. Mà nếu mà quay bữa ăn hàng ngày thì sẽ có rất nhiều người nhàm chán ấy, vì nó không có gì thay đổi chia sẻ cả. Thì nếu Mai có video thì Mai sẽ ra một ngày một video, còn nếu không có thì 2-3 ngày Mai sẽ ra một video. Để Mai vẫn mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương và ủng hộ Mai. Và tháng 3 là Mai quay lại với công việc. Chắc chắn là lúc đó là Mai rất có nhiều điều để chia sẻ với lại cô chú anh chị và các bạn. Cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh. Và nhớ đăng ký kênh của Hồng Kông Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye.